nhầm đó hả? À, hai xin chào các bạn. Mình cũng không biết mình đến đây làm chi hết. Wow, vậy là hôm nay mình sẽ được ăn tất cả mọi thứ với tóc múc kỳ hả mọi người? Ok. Món đầu tiên. Cái này cái gì vậy? Đây là cái trứng. Cái trứng trong tóc múc kỳ và cái gì đây, marshmallow hả? Mình nghĩ là thử cũng không mất gì đúng không mọi người? Thực ra là mình đã vốn dĩ đã nghĩ tới chuyện đồ ăn mặn và đồ ăn ngọt có thể ăn kèm với nhau mà. Xin lỗi mọi người. Nó có cái vị cam mà chậm á. Thôi món ra đi. Ủa kinh quá à. Mình không nghĩ là sẽ có một cái gì đó nó yên bình. Nó yên bình. Có trái phô mai. Không, cái này mình nghĩ là ăn cũng ngon các bạn ạ. Ờ. Nhà hàng 5 sao cho tôi một cái khăn giấy truyền miệng để sao truyền tiếp chất quý vị ạ. Để mình đây sẽ là hamburger khoai tây kẹp tóc múc kỳ. Nó giòn giòn mềm mềm, nó mặn mặn, nó có mùi phô mai, nói chung mà ăn được. Next. Wow, xoài tóc múc kỳ hả? Ê, cái xoài này có đau bụng không vậy? Mấy ngày rồi? 3-4 ngày hả? Ăn được không? Bang. Nuốt nước miếng giọt. Thì ra là mình thấy ăn xoài với tóc múc kỳ cũng khá là ok. Cho đến khi cái trái xoài này nó quá chua. Chua quá. Khoan là em, chị nghĩ là chị cho chị đoán trước món này được không? Em có thể gửi cho chị trước cái món này món mặn hay món ngọt được không em? Món ngọt. Món ngọt. Nó có một kỳ mặn món ngọt hả? Mày hay quá. Lên đi em. Ôi tụi bay nhân đạo với tao đi. Sao tụi bay không bóc cái này ra luôn đi. Còn chét miếng khóm lên nữa nè. Hỏi đi nhân đạo đi. Sao bay nhỏ xuống luôn kìa quý vị. Trời ơi, nó tốt bụng tới mức nó để này nửa miếng trứng ở trên đây nữa nè. Rồi đứa này trang trí đây, cho một điểm về chỗ nha. Trang trí nó xấu như là cái lò chẹt dưới mương vậy đó. Trời ơi, nó xấu. Tức mèo hả? Trời ơi, coi khủng khiếp. Tức mèo hả? Thôi mình ăn tức mèo. Yêu. Ngon 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 ngon. Cảm giác giống như là mình ăn cháo vậy mọi người. Cháo chua ngót á. Cái cục tóc kia nó giống như nó bị nhão ra. Nó chảy trong miệng mình. Xong rồi nó hơi ngọt ngọt. Xong rồi cái chua ngót nó kiểu hòa quyện vậy á. Ăn được, chấp nhận được. Wow, em nghĩ là sau cái series mà ăn tất cả mọi thứ á, cái miệng em nó trở thành mình ăn cái món dở quen rồi á. Nên em cảm giác là nó mọi thứ đều ngon. Bánh tráng tóc múc kỳ thì em nghĩ là chắc chắn món này ngon luôn. Tại vì bánh tráng là một món em rất thích ăn, tóc múc kỳ cũng là một món em rất thích ăn. Hai món em thích ăn hợp lại không thể nào là món em không thích ăn được. Đúng không? Ủa bánh tráng ngon quá à, bánh tráng mua đâu vậy? Ngon. Ý phải bán món này á. Bánh tráng tóc múc kỳ ăn rất là hợp lý luôn á mọi người. Muối chút chút. 5 sao. Ngon quá à. Cái gì vậy? Hạt dừa tóc múc kỳ hả? Hạt dừa tóc múc kỳ. Nó còn là thịt dừa mà dừa lên dây đúng không? Trời má ơi. Không nhưng mà ngon. Em miêu tả cái vị của nó. Cái tóc múc kỳ nó cay đúng không? Nhưng mà nó thiếu vị chua ngọt. Hạt dừa chua ngọt, mít cay. Thành giống như lẩu Thái vậy mọi người. Nó hơi hóa lỏng một chút. Nhưng mà mọi người tưởng được ăn lẩu Thái. Nhưng mà nó không dạng húp, mà lẩu Thái dạng nhai nó sực sực ấy. Lẩu Thái dạng nhai nó sực sực à. Chị không ăn được hộp vịt lộn.
chị muốn thử thách mình. Ê, hộp vịt lộn có phải là con gà nó chưa được, con vịt nó chưa được hình thành đúng không? Hình thành rồi hả? Ghê quá nó không? Nhưng mà... Ba bắt ra rồi phải không? Ủa sao sao con ở trong này sống? Không quay sensor gắt trời. Ôi ác nhân ác báo quá à. Tôi không biết gì về chuyện này hết nha mọi người. Đây không thì ra có cái một điều như là em phải thanh minh đó là ở Đà Lạt có người ta ăn trứng vịt lộn, người ta sẽ để nguyên quả trứng vậy nè, người ta chỉ đập cái đầu thôi xong người ta đút cái muỗng người ta ăn luôn. Nhưng mà ở trong miền Nam em thấy là ở trong Sài Gòn người ta bóc ra hết, Hà Nội người ta bóc ra hết vậy nè, xong người ta không biết sao được luôn á. Tự nhiên tưởng tượng cắn ra hết cái xong nó sùi vào mép mình cái đầu con vịt. Oh my god. Ôi chắc vừa cắn. Món này vì tính nhân đạo em xin được phép không ăn nha mọi người. Cái chú thằng nào mà tự nhiên nó cà khớp ở đây vậy, kỳ cục như vậy, mày cắt bằng cái gì vậy? Cái chú bé này hả? Gu em hả? Gu em là gai nhọn vậy hả? Kỳ cục vậy? Cái gu gì mà vừa ngắn mà vừa mập mà gai nhọn kinh khủng luôn á. À chuối tóc kỳ. Trời ơi em lo để cái trái chuối, em không để chuối tóc kỳ. Bắt nó ra nè. Nhưng mà chị nghĩ thường gai nó phải xung quanh chứ sao nó lại thẳng vậy? Thẳng vậy hơi đau ha. Nghe là hơi khủng khiếp đó nha. Surprise motherfucker. Đánh giá khách quan thì em thấy là ăn vẫn được. Mọi người có cảm giác mọi người ăn một trái chuối mà nó hơi bị mùi chua chua một tí thôi. Chua một tí thôi. Ôi trời ơi. Trời ơi cái miếng tóc kia nó rớt ra lòi nguyên cái miếng này luôn nè trời ơi. Mọi người ơi. Không, đây là cái điều lần đầu tiên em thấy là một cái miếng thứ em thích ăn là tiramisu mix với một cái em thích ăn là tóc kỳ mà em cảm thấy đau bụng vậy luôn á. Nhưng mà trang trí cho mọi người rất là đẹp, ông nhà hàng 5 sao bếp nha. Nó nhìn coi ăn điêu luyện nè. Cái mùi chocola nó mạnh quá, không nghe được mùi kia. Hàng kia người ta gọi là món chán miệng, ăn rồi chán hết mẻ miệng luôn, đâu nghe mùi dữ gì đâu. Wow, cái này gì vậy? Yêu không vậy? Ghê quá là thiệt luôn á. Không, nhưng mà người mình đang đánh giá món ăn với một cái cương vị đó là một món tráng miệng mà nó tức chắc. Trời ơi, tức chắc mình nói được cái gì? Bằng có lại mấy mẹ. Bằng mà sẽ chưa không được nữa chứ. Hy sinh vì nghệ thuật nào. Ngon. Ngon. Hai ba. Bằng tự nhiên anh rồi giờ sao, cắt con ra giùm tao đi. Thôi bây giờ, nhưng mà cái này em không có dám cầm nó đâu. Trời ơi ghê quá à. Hồi trước em ăn cái con nó nhỏ xíu vậy, sao giờ nó ăn tóc kỳ quá mà. Anh nói gì, anh nói lại đi. Ê, con này nó ăn nhiều quá, nó xỉu rồi nè. Nó hơi cử động, hơi sợ. Cái gì cử động, cái gì hình trụ cử động vậy, hơi sợ. Cái gì hình trụ cử động vậy, hơi sợ. Yeah, boy. Mày run dữ vậy, cái tay mày. Tay mày nó vậy nè. Sao tao nhìn mày sao? Gì đâu sợ. Cái con này tí tao bỏ miệng á. Nó có mì tóc kỳ. Nani? Nó béo béo mà nó có mì tóc kỳ. Ôi, chỉ mì tóc kỳ luôn